Chương 1 Lời đầu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Một câu chuyện có thể đáp ứng mọi thứ mà bạn mong muốn. Đúng vậy, dường như là mọi thứ. Một câu chuyện thú vị như thể trong mơ, nhưng lộ dần ra lại đầy rẫy những thực tế tàn nhẫn, cái ngược đôi lúc rất nhẹ nhàng, rồi một ngày bạn lại hiểu được rằng đâu phải cứ chia ly, chết chóc mới là ngược. Tưởng bình thường mà ám ảnh đến dây dứt, lại có sủng, còn là sủng đến ngọt ngào, say đắm, đến tâm can mềm nhũng, bạn cần điều gì, vậy tôi yêu em đảm bảo cho bạn được cái đó, là một, là hai, cũng có thể là tất cả, nãy giờ bạn có thấy nặng nề không? Nếu có, hãy tới đây và cùng trút bỏ nào, cùng nhân vật của chúng ta trút bỏ những gánh nặng tâm lý. Rồi chính bạn sẽ là người tiếp theo tự mình hóa giải được gánh nặng của chính mình. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.